Kính chào quý phụ huynh và học viên, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bước đăng ký sự kiện ngoại khóa. Trên màn hình đang hiển thị là App Central Online. Quý phụ huynh bước 1, bấm click mục tương tác. Khi bấm click mục tương tác, hệ thống sẽ hiển thị lên chi tiết nội dung các sự kiện ngoại khóa. Học viên lưu ý, đối với phần sự kiện ngoại khóa sẽ có bao gồm thời gian, đối tượng, chủ đề, nội dung. Đối với từng học viên sẽ đăng ký với thời gian phù hợp với lịch mà học viên muốn đăng ký. Ví dụ, tôi ví dụ như chủ đề speaking. Hệ thống sẽ hiển thị lên thời gian đăng ký là thứ 3 ngày 12 tháng 7 năm 2022. Thời gian là từ 18 giờ đến 19:30. Đối tượng là các lớp giao tiếp và IELTS 4.0. Chủ đề speaking. Khi click mục chi tiết sự kiện sẽ hiển thị ra link tài liệu. Quý phụ huynh lưu ý, cho học viên bắt buộc xem trước tài liệu và bài tập để đảm bảo lớp học đạt hiệu quả tốt nhất. Khi cảm thấy thời gian và nội dung đăng ký phù hợp, phụ huynh bấm click đăng ký ngay. Khi đăng ký, phụ huynh lưu ý bấm tích ô đăng ký cho học viên ở đây và bấm đăng ký. Hệ thống sẽ tự động đồng bộ và đăng ký thành công chi tiết sự kiện ngoại khóa cho học viên. Trên đây là các bước đăng ký sự kiện ngoại khóa. Cảm ơn quý phụ huynh đã chú ý lắng nghe.